Mình chưa quay video cho cả nhà mô đất mặt đường quốc lộ 2C. Đường rộng, cực rộng, đô góc hai mặt tiền luôn. Kinh doanh buôn bán thoải mái. Đây, đây là đường vào nhà trong kia cả nhà nhá. Ô đất của em nằm tại đây này. Đường hai ô tô tránh nhau mặt quốc lộ 2C. Đạo Tú. Tam Dương đây là thuộc Thanh Vân hay Đạo Tú nhỉ? Thanh Vân. Thuộc Thanh Vân Tam Dương. Đường. Đây là vỉa hè siêu to khổng lồ. Vỉa hè 10 mét. Đấy, rất đẹp luôn. Kinh doanh buôn bán cực kỳ sầm uất ở đây luôn. Quán ăn thì là trục chính, trục liên tỉnh. Trục liên tỉnh nên là rất là to. Cực đẹp luôn. Nhà mua đất liên hệ cho em nhé. 0835416888. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày về bất động sản Vĩnh Phúc nhé.